đi thẳng luôn là đi ra bến Bạch Đằng. Thì sắp tới đây có ngã tư nhưng mà mình không quẹo trái được. Xin kính chào đến tất cả các anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là khoảng 12 giờ hơn. Ta đang có mặt ở đây là giao lộ Nguyễn Thái Học với lại Trần Hưng Đạo. Thẳng hướng bên kia là con đường xéo xéo là đường Bùi Viện ha, đi vô khu Phú Tây. Hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2024. Ngoài chị và các bạn, chúng ta sẽ vào một vòng trong Sài Gòn để anh chị và các bạn chúng ta đánh phía trước những cái khách sạn để theo lộ cầu của anh chị muốn nhìn lại và cập nhật hình ảnh khách sạn ngày hôm nay để xem cái khung cảnh nó như thế nào ha, để khi mà chị đến Sài Gòn không có bỡ ngỡ và có thêm vài thông tin. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi ngang khách sạn rất là lớn, không lớn lắm, cũng tương đối lớn, khách sạn Đại Nam tiền đường Trần Hưng Đạo kế bên siêu thị Điện Hóa Nguyễn Kim. Với những khách sạn này thì tầm giá trên 1 triệu một phòng một đêm. Đây đi để bà con cô bác để hình dung được khung cảnh trước khi chúng ta quyết định đặt một khách sạn nào đó ở Sài Gòn. Lotus Sài Gòn. Khách sạn Đại Nam thì có cái view nhìn qua khu trường xưa, trường Thanaman, khu trường nó bề dày lịch sử ở Sài Gòn. Đối diện có quán bia, quán nhậu, có tên là Sạc. Sạc là sạc năng lượng, này sạc sạc bia. Đối diện có nhà hàng Seafood Sun Mô. Ở đây gần với trung tâm Sài Gòn, nên mình gần với trung tâm phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ra giá thì chắc có lẽ là tương đối là cao, đa số là trên triệu một ngày thôi, tùy loại phòng thôi. Ở gần đây thì chúng ta đi bộ vòng vòng phố đi bộ cũng gần nè, đi tới chợ Bến Thành cũng gần, trung tâm thương mại cũng gần. Ở đây đặc biệt là có nhiều cây cối, chỗ vỉa hè cũng thoải mái, rộng rãi, mát mẻ. Đây tập trung cũng nhiều du khách. Mấy bữa mình đi đi bộ qua cái làn đường này nè, gặp cả đường này người ta chạy như bay luôn, hết hồn luôn nữa, bị quán hồn. Mặc dù cũng có tín hiệu chạy chậm khi mà tới đó, có mấy khi người ta nhìn đó không có nguy hiểm. Ở bên đây là khu chợ Sài Gòn. Cái bữa Tết ở đây rộn ràng ha, nhộn nhịp ha, mặc dù chưa nóng cực độ, nhiều du khách ra đây chụp hình Tết. Ngay chợ Bến Thành cũng còn vài cây mai để du khách chụp hình. Sài Gòn bây giờ là cỡ 12 giờ rưỡi rồi kìa. Nhiệt độ quá trời nắng. Ta quẹo qua đây là con đường Lê Lợi, phía bên cánh phải là đường Quỳnh Thúc Kháng đi vô khu chợ cũ. Ở các khách sạn ở đây thì nó sang, lại
đi trung tâm, để đi phố đi bộ rồi ha, ban đêm đồ ra bến Bạch Đằng không mát thì cũng mát mẻ. Ở đây cũng tập trung nhiều du khách nên ở đây cảm thấy nhộn nhịp một lúc. Còn ở vùng ba hay là chợ lớn thì hơi vắng một chút, do là đó du khách cũng không có tập trung nhiều. Chị và các bạn, đó là siêu thị Takashimaya Sài Gòn Center. Ở bên trong siêu thị này cũng có một khách sạn 5 sao lớn nè, Fusion Oriental. Ở Ulan TV thì không có trải nghiệm hết tất cả khách sạn ở đây, nên người ta chỉ có thể để lại thông tin tên khách sạn trên màn hình để chị có thể đặt app, đặt phòng qua các app Agoda, Traveloka, Travel City, Booking, rất là nhiều app đặt phòng ở mỗi khu vực, thì ở mỗi quốc gia thì hay chuộng một app nào đó. Nếu mà chị có hoàn thiện app nào thì mình có thể lên app đó mình đặt. Những app đặt phòng Long Vi kể trên là những app uy tín ha, còn vô vàng những app mà không có tên tuổi luôn. Nhưng mà đôi khi ở khu vực anh chị nó hay xài thì mình cũng bỏ tên khách sạn để trong hệ thống đó, nếu mà khách sạn không có đăng ký thì mình vô đó mình đặt phòng cho nó dễ. Chứ nhiều khi đặt phòng trực tiếp qua số điện thoại thì không tiện, do là phải có thông tin cá nhân, ngày đi ngày ở, rồi phòng, rồi số tiền, rồi các kiểu, rồi có dịch vụ quỹ phòng không thu phí, rồi quỹ phòng có thu phí đó, thông qua cái app đó, nó có đầy đủ ha, chứ đặt bằng miệng thì hơi khó. Nên là các khách sạn người ta đều đặt phòng qua các app không ạ. À, giờ gọi điện thoại thì cũng hơi khó, không ít người kia là khu khách sạn Red, còn là Red ngày xưa. Đó, ngày nay khách sạn đang sửa chữa, không biết xong chưa. Hôm mấy bữa mình thấy cũng đang ngổn ngang. Còn ở đây là giao lộ Nguyễn Huệ với lại Lê Lợi ha. Bên kia là rạp Eden ngày xưa. Đó, ngày nay là tòa nhà siêu thị, trung tâm thương mại, nhưng mà ở đó thì hơi vắng. Nhưng mà sau này được cái là ở dưới tầng hầm của tòa nhà đó là sẽ có cái tuyến tàu điện ngầm đi qua. Từ khi có cái tuyến tàu điện ngầm khởi công xây dựng thì cái khu siêu thị đó trở nên vắng hơn. Tuyến tàu này như thế nào? Đây còn con rồng nè, con rồng ở mặt nhìn ra bến Bạch Đằng thì đã gỡ rồi, còn con rồng ở ngay chỗ mặt giao lộ Nguyễn Huệ Lê Lợi thôi. Trưa nắng thì cũng có rất nhiều người ra đây người ta chụp hình ha. Wow, nó đổ lửa luôn á. Yeah, I know.
như nhau xem nhau, nhưng mà bên trong cái nội thất của khách sạn, mỗi khách sạn mỗi khác. Bên có luôn đây mình
bến Bạch Đằng. Chevrolet Jolie nè, số 4D thì sắp sáng này thì lớn hơn các bạn rất phải một xíu. Bên này là cái khu đất trống, nó hướng này là ra Nguyễn Huệ lại. Sài Gòn luôn.